chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tự học .cc ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series tự học Java siêu tốc bài 27.3 giải bài tập Java 27 trong phần mảng các bạn sẽ mở IntelliJ chuột phải SRC chọn New Java Class bài 27 gạch dưới 3 giải bài tập 27 enter trong phần nội dung các bạn gõ main enter đây là đề bài này viết chương trình tạo một mảng một chiều gồm các phần tử là số nguyên có n phần tử ngẫu nhiên và n này do người dùng nhập từ bàn phím sau đó có cái ý phía sau thì bây giờ chúng ta sẽ làm ý đầu tiên đầu tiên là cho nhập số phần tử n vào đã thì khi nhập bắt buộc chúng ta phải dùng scanner scanner này sc bằng new scanner system in chấm vậy ngoài ra thì chúng ta cần yêu cầu là gì tạo một mảng gồm các phần tử là số nguyên nhưng mà các cái phần tử này là ngẫu nhiên cho nên các bạn sẽ cần sử dụng gì? Random để chúng ta khởi tạo đối tượng ngẫu nhiên. Random này. Random rd bằng new random. Chấm phẩy. Thông báo add out. Mời nhập vào số phần tử của mảng. Đúng không? Mời nhập vào số phần tử của mảng. Hai chấm. Người dùng sẽ nhập. Chúng ta sẽ đọc dữ liệu từ bàn phím và gắn vào biến n intn bằng sc chấm chấm vậy bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một mảng gồm n phần tử tạo mảng gồm n phần tử thao tác này chúng ta đã làm khá là nhiều rồi mình sẽ đi nhanh nhá để khai báo mảng thì chúng ta dùng gì kiểu dữ liệu này giống hoặc vuông đặc trưng cho khai báo mảng và tên mảng ở đây mình để tên mảng là m bằng new dấu cách int khởi tạo số phần tử chúng ta sẽ truyền số phần tử vào đây trong trường hợp này chúng ta sẽ không nhập số nguyên mà chúng ta sẽ nhập biến n chính là cái giá trị do người dùng nhập vào chứ vậy bây giờ chúng ta sẽ gán các phần tử ngẫu nhiên cho cái mảng m này mảng m mới khởi tạo thôi chưa có giá trị đúng không và giá trị mặc định của nó sẽ là là không nếu các bạn tò mò xem là khi chúng ta khởi tạo nó ra cái gì đối với mảng nguyên này các bạn có thể dùng gì add out xuất ra nhá xuất thằng array chữ A viết hoa này Array Chấm Tu trinh Và truyền cái tên mảng vào đây M Chốt phải Run này Rồi Đối với mảng nguyên Chúng ta sẽ truyền vào là 7 số đi Đấy Thì các bạn thấy là mảng nguyên Chúng ta sẽ có Các giá trị mặc định nó là không Nếu trong trường hợp mà mảng string thì sao Chúng ta ôn lại kiến thức một chút nhá Chúng ta sẽ gọi cái mảng thứ hai là mảng string M2 này Đấy, new string đúng không? Và truyền thằng N vào trong. Thử in thằng M2 ra. Để xem là nếu đối với trường hợp nó là string thì giá trị mặc định của nó là gì? Các bạn sẽ thấy này, 4 này. Nó là null, đúng chưa? Các bạn thấy không? Lưu ý nhá là đối với kiểu nguyên thì các giá trị mặc định của nó đang lại là không Còn nếu các bạn để là string thì nó sẽ là null. Cái này mình ôn lại kiến thức thôi, không liên quan gì đến bài tập này cả. Xóa đi nhá Tạo các phần tử ngẫu nhiên cho mảng này Tạo các phần tử Ngẫu nhiên cho mảng Chúng ta duyệt for để chúng ta gán thôi Đúng không? For này For int y, y bằng 0 Cho y chạy từ 0 Cho đến y nhỏ hơn m chấm len tức là số phần tử của mảng đúng không hoặc là chúng ta nhỏ hơn n hai cách viết này giống nhau bởi vì là n cũng chính là số phần tử bởi vì chúng ta nhập vào từ bàn phím mà rồi tiếp theo là bước lặp này chấm phải y cộng cộng mỗi lần chúng ta tăng y lên một Và ngoài nhọn khối lệnh của for này bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái số ngẫu nhiên khai báo một số ngẫu nhiên là int ngẫu nhiên bằng rd chấm in chấm vậy thì cái bước này nó sẽ lấy ngẫu nhiên một số ở đây các bạn sẽ truyền vào giả sử chúng ta lấy ngẫu nhiên từ 0 đến 4 nhé, không đến sát 4 thì chúng ta sẽ nhập vào đây là 4. Đấy. Thì ở đây chúng ta đã học phần ngẫu nhiên rồi. Bạn nào mà quên các bạn hãy xem lại cái phần lý thuyết phần ngẫu nhiên trong những bài trước. Chúng ta có hẳn một bài riêng về cái bài ngẫu nhiên này. Rồi, chúng ta sẽ tạo ra các đối tượng ngẫu nhiên tức là mỗi lần for chạy thì nó lại đẻ ra một số ngẫu nhiên, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ gắn giá trị m tại y. Bởi vì y là chạy theo index cho nên bây giờ chúng ta sẽ có m tại y tức là m tại 0, m tại 1, m tại 2 vân vân, đúng không? Gắn luôn bằng cái số ngẫu nhiên ngẫu nhiên này chấm vậy như vậy là xong ý thứ nhất rồi ý thứ hai họ bảo là xuất các giá trị trong mảng đơn giản quá rồi đúng không Xuất để xem thôi thì chúng ta dùng add out array chấm tu trinh và đưa thẳng bằng m vào đây để xem thì trước khi xuất chúng ta có thể xuất ra một dòng thông báo là add out mảng ngẫu nhiên vừa tạo ra là hai chấm chốt phải run này nhập bốn nhá rồi các bạn thấy là mảng ngẫu nhiên vừa tạo ra là hai một ba ba các bạn thấy không thì rd chấm in nó sẽ chạy từ không cho đến sát bốn chính vì vậy các bạn sẽ không bao giờ nhận được giá trị bốn ở trong mảng này cho dù chúng ta chạy lại rất nhiều lần run này ở đây là mình nhắc lại kiến thức đan đầm thôi 7 nhá bạn thấy không kể cả các bạn nhập 7 phần tử thì nó chỉ quanh quanh quẩn quẩn 0 1 2 3 thôi bởi vì chạy từ 0 cho đến sát 4 trong trường hợp mà chúng ta muốn chạy từ 0 đến 100 thì chúng ta sẽ chọn là 1 1 vào đây đúng không chạy từ 0 cho đến sát 101 chút phải run này 9 đi bạn thấy không đây này thì khi chúng ta khởi tạo M với 9 phần tử thì giá trị mặc định nó là không và sau đó dùng vòng for duyệt theo index chạy từ đầu cho đến cuối của mảng và mỗi lần chúng ta sẽ gán m tại y tức là m tại 0 m tại 1 m tại 2 vân vân chạy đến cuối cùng và mỗi lần chúng ta gán bằng cái phần tử ngẫu nhiên này thì chúng ta được cái mảng phía dưới này mình cũng không muốn là chạy lại đi bấc nữa bởi vì mình làm cái thao tác này khá là nhiều rồi sợ mất thời gian của các bạn nếu bạn nào chưa hiểu thì các bạn có thể chạy lại debug nhé Để chúng ta tự hiểu trước Hãy tự tư duy đi Còn nếu trong trường hợp mà các bạn vẫn không hiểu Thì hãy để lại bình luận để mình hỗ trợ được chưa ạ Bởi vì là mình sợ mình làm cái thao tác được quá nhiều lần rồi Ý 3 là gì? Đảo ngược mảng và xuất mảng sau khi đảo ngược Rồi ý 3 này Đảo ngược mảng thì hôm trước chúng ta vừa mới học xong Chúng ta ôn lại thôi đúng không? Khởi tạo Y và Z Một thằng chạy từ đầu, một thằng chạy từ cuối và sau đó thì chúng ta làm gì? Lưu vào biến tạm và đảo thôi. Bài trước thì mình có đi debug rồi đúng không? Bài này cũng không đi debug nữa nha. Các bạn tự làm này. INT i bằng 0 này. Chúng ta khởi tạo một y bằng 0 để chúng ta chạy index từ từ đầu. Và thứ hai nữa, dấu phẩy nhá. j bằng m chấm len trừ đi 1. m chấm len trừ đi 1 để chúng ta lấy vị trí index cuối cùng. Thì ở đây chúng ta có thể thay bằng n trừ một cũng được. Tại sao lại n trừ 1 Bởi vì m chấm len ra số phần tử của mảng, mà. mà n cũng là số phần tử của mảng. Thì lưu ý nhá. Bạn nào thích để n trừ một cho nó gọn cũng được. Rồi chấm phẩy này, cái cụm thứ hai đó chính là điều kiện. Điều kiện đó là y nhỏ hơn gì? Rồi chấm phẩy tiếp theo đến bước lập Bước lập chúng ta sẽ tăng y lên một phẩy và giảm gì đi một. Tóm lại mục đích nhắc lại bài hôm trước đó là chúng ta chạy một thằng ở đầu đúng không? một thằng thì index ở cuối, sau đó lưu ở biến tạm để đổi vị trí cho nhau. Đấy. bạn nào chưa rõ chúng ta xem lại ví dụ ngày hôm trước, bài ngay trước đây thôi. rồi cụ thể này dưới này chúng ta sẽ lưu biến tạm, int time bằng m tại y. như vậy để chúng ta lấy cái giá trị đầu tiên của mảng chúng ta cho vào biến tạm. tiếp theo là chúng ta sẽ lấy cái biến này chúng ta cho nó bằng cái giá trị cuối cùng bằng giá trị tại m tại gì đấy thì lúc này cái giá trị đầu tiên nó thay đổi thành giá trị cuối cùng đấy, hai giá trị này bằng nhau tiếp theo là chúng ta lại lấy cái giá trị cuối cùng này bằng biến tạm đấy các bạn thấy cái quy trình nó đổi chỗ không chúng ta cho nó bằng biến tạm thì lúc này thằng m tại y và thằng m tại z hai giá trị này đã đổi vị trí cho nhau nhờ vào cái thằng biến tạm Bây giờ là xuất mảng sau khi đảo ngược thì các bạn có thể copy lại toàn cái này. Đây. Xuất mảng sau khi đảo. Enter xuống này, căn V. Mảng sau đảo là vẫn xuất mảng M thôi. Chuột phải run này. Nhập vào 5 phân tử. Đây, mảng ngẫu nhiên vừa tạo ra là đúng không? mươi còn mảng sau đảo là nó chạy ngược lại Thấy giật lùi lại không? 40, 64, 48, 97, 33 Đấy thì bạn nào chưa hiểu nhắc lại Lại đi bấc nhá Ý thứ tư này Họ bảo gì đây? Sắp xếp mảng tăng dần Đấy toàn ý dễ thôi Chủ yếu là chúng ta phải hình thành được cái tư duy Sắp xếp mảng tăng dần này Để sắp xếp tăng dần chúng ta dùng gì? Array chấm sort Đúng không? Và truyền tên mảng vào thôi Phương ừ thức này lý thuyết có rồi viết ra mảng sau sắp xếp là sau sắp xếp là hai chấm tiếp tục dùng out array chấm tu và truyền tên mảng vào để xuất mảng ra xem chuột phải run này rồi nhập vào là bốn phần tử đây sau đảo là như này rồi mảng sau sắp xếp là đúng không thì các bạn thấy là cứ giá trị nhỏ thì nó ở đâu giá trị to thì nó ở đằng sau Đấy, sắp xếp tăng dần đây đúng không Ý thứ năm xem họ yêu cầu gì nào Tính tổng các phần tử trong mảng Rồi bài này sẽ dùng for để duyệt Các bạn hình dung không Tính tổng các phần tử thì các bạn phải chạy từng phần tử Sau đó chúng ta lấy tổng cộng bằng Rồi tính tổng này Tất cả những bài tính tổng thì các bạn khởi tạo tổng ban đầu bằng 0. Sau đó chúng ta dùng for để duyệt. Và chúng ta sẽ cộng dồn vào tổng. For này. Cho y NT Mình gọi cái biến này là phần tử nhá Nó sẽ chạy từng phần tử một Trong cái mảng M này Nếu mảng M có 5 phần tử Thì nó sẽ chạy phần tử 1, 2, 3, 4, 5 Vân vân đúng không Tí mình sẽ debug cái này để cho các bạn Dễ hình dung Rồi chúng ta sẽ lấy là tổng cộng bằng Phần tử Chứ không phải Và cuối cùng chúng ta chỉ cần in ra thôi Add out tổng các phần tử Tổng các phần tử trong mảng là cộng với tổng để chúng ta xuất ra biến tổng. Rồi nếu như bạn nào đã hiểu cái này thì các bạn có thể là tua nhanh clip đi một chút. À, vui lòng là chúng ta không tua theo kiểu là chúng ta bấm 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 tích tích để tua nhá. Các bạn có thể tăng tốc độ lên để các bạn nghe lại một lần nữa. Không thừa đâu. Các bạn có để tốc độ lên khoảng tầm 2 chấm hoặc 2 chấm 5 để các bạn xem là cái thao tác mình đi bấc để nó nhìn lại một lần nữa cũng là một lần học mà chứ đừng có tua đoạn tua đứt đoạn đấy. Rồi bây giờ đi này các bạn sẽ tích vào những cái phần này và chúng ta chọn chuột phải, debug. Mời nhập vào các phần tử của mảng này, ở đây mình sẽ nhập vào khoảng 4 phần tử thôi cho nó nhanh. Enter. Các bạn sẽ thấy là tổng của chúng ta đang ở đây. Chúng ta sẽ kéo một chút để xem tổng chạy chưa, chưa chạy đúng không? Dòng lệnh đang ở đây, dòng 51 và lệnh này chưa được thực hiện. F8 này hoặc nhấn vào đây. F8. Rồi, tổng ban đầu bằng 0. Các bạn sẽ thấy là mảng m chúng ta ngẫu nhiên sinh ra có giá trị 0, 6, 35 và 61 chúng ta chạy từng phần tử trong mảng mờ này. Chính vì vậy cho nên giá trị đầu tiên mà nó chạy trong vòng for sẽ là số 0 này. Tiếp theo đến số 6, tiếp theo đến 35 và 61. Đấy nhá. Các bạn sẽ thấy là phần tử ban đầu đang bằng 0 đây. Đấy, nó chạy phần tử đầu tiên mà, chạy từ đầu đến cuối. Tổng bằng 0. Đây, tổng bằng 0, phần tử đang nhận giá trị 0. Tổng cộng bằng phần tử, tức là gì? Cái đoạn này nó viết tường minh ra là tổng bằng phần tử cộng với tổng. Đấy, tổng thì đăng bằng không phân tử bằng 0. thì sau dòng này tổng vẫn bằng 0. đấy nhá đó tổng vẫn bằng không đúng chưa ngay tiếp này tiếp theo nó sẽ chạy đến phần tử thứ hai là 6 đấy này bạn thấy phần tử là 6 chưa tổng bằng 0, phần tử bằng 6 không cộng 6 bằng 6 sau bước này tổng sẽ bằng 6 đấy này bạn thấy tổng nhảy đến 6 chưa đấy, sau bước này tiếp thì phần tử sẽ nhảy đến thằng thứ hai là 35 35 dưới này đây này thấy 35 không 35 cộng 6 bằng bốn 41 được chưa? Đấy thì nó cứ thành một cái vòng lặp kín như vậy thôi nó chạy từ đầu đến đuôi. Các cộng dồn vào tổng thì chúng cuối cùng chúng ta được kết quả là tổng các phần tử trong mảng thôi, nét này. Đấy thì lúc này phần tử nó chạy đến phần tử cuối cùng 61. 61 cộng với 41. 102. Rồi, hết rồi. Đến phần tử cuối cùng rồi đúng không? Bây giờ nách này các bạn nhìn này. Các bạn thấy không? Đến phần tử cuối cùng rồi thì nó không còn chạy for nữa bởi vì hết rồi. Nó sẽ bật ra ngoài và hiện thông báo lên biến tổng đang nhận giá trị là 102. Sau khi các bạn thực hiện câu lệnh này, chuyển tab console này, các bạn sẽ thấy nó sẽ in ra dòng tổng các phần tử trong mảng là 102 đấy nhá. Đây, đúng chưa? Đấy. rồi chương trình lại này. Sang ý thứ 6. Ý thứ 6 này là một cái ý mà nếu như các bạn tự làm được không xem bài giải thì tuyệt vời quá, các bạn đã hiểu rất kỹ phần này rồi. Thực ra thì nó không khó đâu Có điều là nếu chúng ta mới học ấy, Thì cái tư duy chúng ta nó nó còn đang bị dối Cho nên là khi chúng ta làm ấy Thì nó bị mắc một chút thôi Các bạn có thể xem giải Sau đó chúng ta sẽ thực hành lại nhá Và chúng ta đi bớt để xem lại mình giải Tất nhiên là bài này có rất là nhiều cách Các bạn có thể làm theo các cách khác nhau Và nếu các bạn có cách khác nữa Thì các bạn hãy bình luận để các bạn khác cùng học Ý 6 nó bảo là gì Cho người dùng nhập vào một số bất kỳ Và chúng ta có hai nhiệm vụ phải làm một là kiểm tra số đó có tồn tại trong mảng hay không. Đầu tiên là hỏi có hay không đã. Không cần biết nó có mấy phần tử, đúng không? Và cái thứ hai là hỏi nếu có thì xuất ra vị trí index của số đó ở trong mảng. Đấy thì cái ý thứ hai này này là cái ý mà nó có thể là vận dụng kiến thức sâu hơn. Chúng ta phải tư duy một chút để làm. Bây giờ làm nhá. Bây giờ sẽ phải thông báo đầu tiên là mời nhập vào một số, đúng không? Mời nhập vào một số chấm rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đọc dữ liệu từ bàn phím và gắn vào biến int số đi bằng sc chấm in chúng ta cần phải kiểm tra xem số đó có ở trong mạng hay không các bạn có thể khởi tạo một cái biến kiểm tra boolean gọi là kiểm tra bằng phô chúng ta sẽ gắn bằng phô để tí chúng ta kiểm tra vòng lặp nếu như có thì chúng ta chuyển cái giá trị kiểm tra này thành chu còn không thì chúng ta vẫn là là phô đấy tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái string vị trí các bạn cứ làm đi một tí chúng ta sẽ giải thích lại một lần đi bước cho các bạn hiểu từng bước một nhá không phải lo rồi để kiểm tra thì chắc chắn là chúng ta phải sử dụng for để chúng ta duyệt từng phần tử và kiểm tra điều kiện đấy. thì ở đây dùng for này for cho i chạy từ 0 int i bằng 0 này chấm phải cho đến i nhỏ hơn m chấm len tức là chạy từ đầu đến cuối mạng ở đây các bạn có thể nhập vào y nhỏ hơn n giống như vừa nãy chúng ta phân tích. Chứ vậy, mỗi lần chúng ta tăng biến y lên 1 mở ngoặc nhọn khối lệnh của for này. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra điều kiện nếu mà m tại y tức là cái phần tử m tại vị trí index bất kỳ nào đó khi nó chạy đến m tại y này mà bằng số thì tức là gì? Có phần tử cái gì? Đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ làm cho hai bước. Một là chúng ta sẽ xét cái biến kiểm tra này kìa. Bằng gì? Bằng chu. Chứ không phải. Tức là gì? Nếu như mà m tại y mà bằng cái số người dùng nhập vào ấy thì chúng ta sẽ thay đổi cái biến kiểm tra bằng chu để tí nữa chúng ta sẽ kiểm tra là nếu kiểm tra bằng chu thì là có số ở trong mảng cái gì, đúng không? Rồi, tiếp tục này là chúng ta sẽ có một thằng vị trí chính là cái biến vị trí bên trên này cộng bằng Ở bên này chúng ta sẽ để mở ngoặc này là cái biến y cộng với một cái nháy kép dấu cách này chứ không phải mục đích của thằng này là gì nó kiểm tra m tại y mà bằng cái số người dùng nhập vào thì chúng ta sẽ lấy cái giá trị index chính là giá trị y đó và chúng ta cộng với một khoảng trắng để chúng ta gắn vào cái chuỗi vị trí sau này chúng ta chỉ cần xuất cái thằng vị trí ra là chúng ta sẽ ra các vị trí mà gì đúng không rồi hơi lòng ngoằng một chút nhưng mà tí chúng ta sẽ đi bớt để cho các bạn hiểu từng dòng nhá không sao ít này kiểm tra này nếu kiểm tra bằng chu nhắc lại lần thứ n rồi đấy đúng không nếu kiểm tra bằng chu thì lưu ý này cách viết này và cách viết vừa sân nãy của mình chỉ cần viết mỗi kiểm tra không như nhau khi các bạn cố tình các bạn viết như này này thì nó bảo các bạn đang hơi thừa thời gian rồi đấy đúng không ạ thì nó sẽ nhắc dấu vàng này các bạn kích vào đây simply mời cụ viết đơn giản hơn cho tôi vào đây, bạn thấy không? Kiểm tra bằng chu thì vui lòng viết như thế này thôi, đỡ mất thời gian. nào này, nào này, oh, sorry, lại cùng cái biến số nên mình cứ enter. nào này, rồi số, chính là cái biến số do người dùng nhập vào đúng không? Cộng này, một cái chuỗi có tồn tại trong mảng đúng không? Hoặc là tồn tại trong mảng với vị trí là gì đó. Đây, nếu bằng chu này, thì chúng ta ghi là tồn tại trong mảng viết luôn nha với vị trí index là hai chấm ở đây chúng ta sẽ cộng một cái thằng sửa trình vị trí vị trí rồi bởi vì cái vị trí này này chúng ta đang là nối các vị trí y lại mà Để xuất luôn một dòng thôi nếu kiểm tra bằng chu thì chúng ta bảo là có trong mảng và vị trí của nó là gì đó rồi l nếu không thì chúng ta e down số cộng với một chuỗi không tồn tại trong mảng đúng không không tồn tại trong mảng rồi chuột phải này run này chạy trước đã xem đã nhập vào bốn nguyên tử thôi rồi nó bảo là mời nhập vào một số các bạn thấy là mảng của chúng ta này là 12, 15, 56 và 74. Giả sử mình cố tình mình nhập một con số không có thật trong này là 16 nhá, 16. Enter 16 không tồn tại trong mảng Thì các bạn thấy là chúng ta xuất ra nó hơi xấu Bởi vì chúng ta không có dấu cách ở đây này Thì sửa thôi đúng không? Đấy như thế, sửa tí Cái này chỉ là hiển thị thôi, run này Rồi nhập vào 9 phần và tử đi, Enter Thì mảng của chúng ta các bạn thấy là có 37, 42 đúng không? Mình nhập thử 37 nhá 37 này, Enter này 37 tồn tại trong mảng Với vị trí index là là 3 Đúng không? 0 này, 1 này, 2 này, ba này, đúng này, đúng không? bây giờ chúng ta kiểm tra xem là tại sao đúng. Một lần nữa, nếu như các bạn đã hiểu đi bấc thì có thể dừng clip này lại và tự đi bấc, kiểm tra lại chương trình xem có đoạn nào chưa hiểu hay không. Sau khi các bạn xem rồi, không hiểu hãy xem bài giải của mình. Và nếu như bạn đã hiểu rồi thì cũng vui lòng tua video này ở tốc độ 2.5 hoặc 3 để chúng ta xem và nghe lại một lần nữa, cũng như là một lần học đúng không? Rồi, bây giờ mời các bạn chúng ta cùng đi bấc nhá. Tích vào phần Mời nhập một số này, nói chung là tích hết chỗ này Chúng ta sẽ kiểm tra hết Đấy, chuột phải Chọn Debug Mời nhập vào phần tử của mạng này, ở đây mình sẽ nhập vào khoảng tầm 3 phần tử thôi, cho nó ngắn nhá. Enter này Mời nhập vào một số, bây giờ các bạn sẽ cần chuyển sang Tab Console Để các bạn nhập số Hiện tại thì dòng lệnh này chưa thực thi ở F8 này Mời nhập vào một số các bạn nhập vào, ví dụ như trường hợp chúng ta sẽ nhập vào là 49 đi. Nó có thực để nó chạy được cái vòng for nhá. 49 này, các bạn thấy là 49, enter. Rồi. Thì ở đây chuẩn bị chúng ta sẽ lấy dữ liệu 49 và chúng ta gán vào biến số F8 này. Đây, số bằng 49 đây, nó cái này dài quá. Số chúng ta vừa mới nhập vào và nó đọc dữ liệu từ bàn phím và gán vào biến số thì số nhận giá trị 49. Kéo lại này. Đây chỉ là khởi tạo thôi, next tiếp nha Next này, đấy kiểm tra bằng phô này Next tiếp này, vị trí ban đầu bằng Một chuỗi rỗng này Bây giờ chúng ta sẽ chạy for y từ 0 Cho đến y nhỏ n Với n sẽ bằng 3, đúng không Bây giờ chạy này, y ban đầu sẽ bằng 0, m tại 0 Nó sẽ kiểm tra, m tại 0 Số bằng 49 Y tại 0 Thì ở đây các bạn có thể là bôi đen phần này Chuột phải, chọn Đây mình xem có cái thằng Add line watcher, đây rồi Add inline trượt này Để chúng ta xem cái giá trị M tại Y đấy, Các bạn thấy không? Đây là M tại Y đang bằng 22 Thì có phải nó là 22 đi không? M tại 0 này M tại 0 bằng 22 Nó sẽ so sánh 22 có bằng với 49 hay không? Không bằng đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra đấy này Thì vì nó không bằng cho nên nó không thực hiện khối lệnh của thằng if Bây giờ mình sẽ thử bôi này này Mình chọn add inline watt để xem cái biểu thức này có đúng không nhá Đấy các bạn thấy này M y bằng số này vừa xong nó bằng phô này thấy không đấy này đấy bây giờ chúng ta lại so sánh là m tại 1 và số thì m tại y bằng 1 đúng không m tại 1 thì bằng 49 đúng 49 không một đây này m tại 1 bằng 49 nó kiểm tra có bằng số do người dùng nhập vào hay không số 49 này thì m tại y mà bằng đúng thì kết quả trả về đây kết quả so sánh là m tại y bằng số hay không trả về chu đúng thì thực hiện khối lệnh trong if next. Các bạn thấy không? Khi đúng thì chúng ta sẽ thực hiện khối lệnh trong if và chúng ta sẽ gán kiểm tra bằng chu. Kiểm tra hiện tại đang bằng phô Bây giờ chúng ta next thì ngay lập tức kiểm tra sẽ nhận giá trị chu. Các bạn để ý này, kiểm tra trên này này và kiểm tra dưới này nhá. Next. Các bạn thấy nó bằng chu chưa? Ngay lập tức là thằng kiểm tra nhảy về chu. Đó. Và chúng ta thực hiện lệnh tiếp theo là chúng ta sẽ gán cái vị trí y bằng 1, một, y1 một này vào cái chuỗi này với cú pháp là một cộng với một khoảng trắng lệnh này đó thì ngay lập tức là chúng ta có cái biến vị trí là một cộng với một khoảng trắng tiếp theo n vẫn bằng 3 y thì bằng mấy đây Đấy này rồi y lên 2 y lên 2 tiếp tục so sánh y lên 2 chính là vị trí này gì không 1 2 mà y tại 2 thì bằng đây m tại y y m tại 2 bằng 90 90 thì có bằng 49 không không bằng thì kết quả trả về phô phô thì không thực hiện khối lệnh và bật lên trên luôn đúng không? Nếu nó còn y đấy nhá. Bởi vì y chúng ta phải nhỏ hơn n cho nên là y bằng 2 thì chắc là hết for rồi đúng không? Nó nhảy phát nữa lên 3 thì bằng n rồi cho nên nó sẽ không chạy for nữa đâu. nách này. Rồi, đấy này. Đó, thì nó không thực hiện bằng for nữa bởi vì lúc này y không còn thỏa mãn điều kiện nhỏ hơn n nữa, bật ra ngoài này. Bây giờ bắt đầu chúng ta kiểm tra này. Nếu kiểm tra bằng chu thì rõ ràng kiểm tra đang bằng chu. Đấy, kiểm tra bằng chu thực hiện câu lệnh này thôi. đấy đó vì nó là chu cho nên nó thực hiện khối lệnh đằng sau if và cuối cùng là chúng ta sẽ in được kết quả là số này số thì đang nhận giá trị là 49 vị trí thì đang là một cộng một dấu cách cho nên chúng ta sẽ in ra được kết quả là số 49 tồn tại trong mạng với vị trí index là một cộng một dấu cách đây này các bạn sẽ thấy là chúng ta có kết quả ở đây đó chứng minh chưa tuy bây giờ các bạn sẽ có thể là test với một trường hợp là nó không tồn tại nhá nó cũng như vậy thôi bài giải hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây hy vọng là mình giải thích chi tiết như vậy sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của các bạn tuy nhiên là mình vẫn hy vọng là các bạn sẽ hiểu được cái phần bản chất vấn đề để sau này chúng ta sẽ gặp các cái vấn đề khó hơn thì các bạn có thể tự tìm cách để chúng ta giải quyết nhé bởi vì là khi mình dạy các ngôn ngữ khác cũng vậy mình thấy các bạn hỏi nhiều câu nhiều khi chúng ta chưa kịp suy nghĩ hỏi tất nhiên là mình có thể trả lời được nhưng mà khi mình trả lời cho các bạn ấy thì cái 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 trí nhớ của các bạn ấy nó sẽ không thể nhớ bằng cách là chúng ta tự tìm ra được. Nếu bạn tự tìm ra các bạn có thể nhớ đến hàng tháng, thậm chí hàng năm. Chúng ta sẽ tạm chia tay nhau ở đây. Và nếu như cái phần bài giảng của mình có cái phần nào mà các bạn chưa hài lòng hoặc là chưa hiểu hoặc là cách diễn đạt của mình quá nhanh hoặc quá chậm thì các bạn hãy góp ý nhá. Mình sẽ tiếp thu và thay đổi để chúng ta có được cái trải nghiệm tốt nhất khi chúng ta học. Và mục đích cuối cùng là các bạn phải thật sự hiểu bài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúc các bạn thành công.